Xin chào các bạn. Trong cái clip này thì chúng ta sẽ nói về cái giao thức TCP. Và TCP thì được xây dựng dựa trên cái nguyên tắc Reliable Data Transfer đã học từ phần trước. Thế ở đây thì chúng ta sẽ nói về trước tiên là cái segment struct, tức là cái cấu trúc gói tin của TCP. Giao thức TCP thì nó phải quy định các cái gói tin có cấu trúc như thế nào. Thì chúng ta sẽ giới thiệu một chút, sau đó thì sẽ vào phần cấu trúc, sau đấy thì sẽ nói về truyền dữ liệu đáng tin cậy. Tiếp theo là kiểm soát luồng dữ liệu và kiểm soát quản lý kết nối. Vì TCP là connection oriented, tức là giữa bên gửi và bên nhận phải có tạo thành kết nối, thì chúng ta phải có bước thiết lập và quản lý cái kết nối này. Ok. Thế tổng quan một chút thì cái giao thức TCP hay là TCP này nó đã được phát triển trong một thời gian khá là dài, cho nên là nó được mô tả ở trong nhiều cái RFC khác nhau, các bạn có thể thấy ở đây. Thế có một số cái đặc điểm đấy là point to point, tức là giao thức TCP nó sẽ chỉ gửi từ một máy đến một máy khác. Tiếp theo đấy là nó reliable, tức là đáng tin cậy. Và TCP, với TCP thì dữ liệu ở bên trên gửi xuống, cái data từ tầng ứng dụng gửi xuống ấy, nó sẽ coi đấy là một luồng các bài và nó sẽ gửi cái luồng bài này theo đúng thứ tự. Thế cái giao thức TCP thì nó là full duplex, tức là nó sẽ cho phép gửi nhận đồng thời. Dữ liệu sẽ được chạy đều qua từ cả hai hướng, từ bên này sang bên kia, từ bên A sang bên B và từ bên B sang bên A. Thì vì nó chảy theo cả hai hướng, cho nên là nếu mà chỉ gọi là bên sender và bên receiver như lúc trước thì nó hơi khó hiểu một chút. Bởi vì lúc trước là chúng ta giả định là nó sẽ chỉ có một bên gửi một bên nhận để chúng ta dễ mô tả thôi. Mà thực tế thì là TCP là nó sẽ cho phép dữ liệu chảy theo cả hai chiều. Ngoài ra thì nó cũng có quy định cái kích thước tối đa của một cái segment. Gói tin của giao thức TCP nó tạo ra thì sẽ gồm data từ tầng ứng dụng gửi xuống cộng với phần header, và cái kích thước tối đa của một segment như thế thì người ta ký hiệu là MSS, và thông thường thì cái segment này có thể dài đến khoảng 1463. Ok. Tiếp theo đấy là nó gửi theo cơ chế pipelining, tức là khi mà chúng ta học về các cái giao thức Reliable Data Transfer hay viết tắt là RDT lúc trước ấy, thì các bạn thấy là phần cuối khi mà nói về cái giao thức RDT 3.0 thì chúng ta thấy là nó thực hiện theo cơ chế pipelining, tức là cho phép gửi nhiều gói tin sau đó thì chờ phản hồi một thể, chứ không có là gửi một gói tin rồi chờ phản hồi của đúng gói tin đấy rồi mới gửi gói sau, mà đây là cho phép gửi nhiều gói tin sau đó thì chờ phản hồi một thể. Ở đây thì nhắc lại một chút đấy, nó cũng sẽ là connection oriented, tức là có tạo thành cái kết nối trước khi mà chính thức truyền dữ liệu. Thế thì nó có một bước gọi là bắt tay để đảm bảo rằng là cái bên sender và bên receiver này là hoàn toàn là sẵn sàng để gửi và nhận dữ liệu. Ngoài ra thì nó cũng có flow control, tức là kiểm soát cái luồng dữ liệu làm sao mà không gửi quá nhiều dữ liệu đến bên nhận. Đấy, tức là nó sẽ cố gắng là tính toán một số cái thông tin như là cái thời gian round trip time, thời gian timeout. Đấy, sau đó thì nó sẽ cố gắng là quyết định kiểm soát cái luồng này để tránh cái chuyện là nếu mà càng gửi nhiều thì cái kênh truyền nó đã tắc nghẽn rồi thì cái round trip time và cái timeout của mỗi gói tin nó lại dài hơn lên thì nó không ổn. Thế đây là cái cấu trúc của một cái gói tin TCP, hay được gọi là một TCP segment. Thế thì các bạn cứ tưởng tượng nó là một dãy các bit, nhưng mà người ta cắt nó ra thành từng cái đoạn 32 bit như thế này để cho nó dễ vẽ và dễ hình dung. Chứ còn trong thực tế thì nó là một dãy các bit liên tiếp với nhau. Thì 32 bit đầu tiên thì nó sẽ chứa hai phần là source port và destination port, tức là cái cổng liên quan đến socket của cả bên gửi và bên nhận. Sau đấy thì nó có cái thông tin liên quan đến sequence number, tức là cái dữ liệu từ tầng ứng dụng gửi xuống thì sẽ được coi là một dãy các chuỗi byte stream. Thế nếu mà trong trường hợp cái byte stream này mà nó lớn thì nó sẽ phải cắt ra thành từng cái khúc dữ liệu một, thì cái sequence number này nó sẽ là, và trong cái byte stream ấy thì người ta sẽ đánh số cái
byte từ 0 trở đi. Thế thì mỗi khi nó cắt được một khúc thì nó sẽ đánh cái sequence number này, chính là cái số hiệu của cái byte đầu tiên của cái khúc dữ liệu mà chuẩn bị gửi. Đấy. Cái thông số tiếp theo đấy là cái acknowledgement number. Tức là cái chỗ này thì nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà các bạn nhớ lại cái slide trước đấy là cái giao thức TCP nó là gửi nhận, tức là gửi hai chiều, một bên gửi và một bên phản hồi, nhưng mà chiều có thể hoàn toàn là cả ngược lại nữa. Thế thì trong một cái gói tin thì nó có thể là thêm cái con số acknowledgement number này để nói với cái người nhận gói tin ấy, đấy là gì? Tôi gửi cho anh một cái gói tin mà anh đang cần. Đấy, còn cái gói tin mà anh gửi cho tôi thì có thể là tôi đã nhận được rồi, và cái gói tin tiếp theo mà anh gửi cho tôi kỳ vọng nó sẽ có cái số thứ tự nằm ở trong cái trường acknowledgement number này. Và nó hơi bị khó hiểu một chút đấy, không phải đơn giản. Và thế ở bên dưới thì nó có một cái dãy các cái bit, và trong đây có một bit là A. Cái bit này thì nó cũng sẽ thể hiện rằng là cái gói tin này nó là cái acknowledgement, tức là nó là phản hồi. Và các bạn biết rồi, lúc trước thì chúng ta thường thường phân tách giữa hai loại gói tin là data gửi đi và cái acknowledgement gửi về, nhưng mà ở đây thì chúng ta nói rằng là vì TCP nó là full duplex, tức là hai bên cùng gửi cùng nhận được. Cho nên thay vì phản hồi đơn thuần rằng là tôi nhận được cái gói anh gửi, thì ở đây tôi phản hồi và tôi kèm cả dữ liệu luôn. Đấy là cái mà có thể là nếu mà các bạn không để ý thì nó hơi hơi khó hiểu một tí. Thế bên dưới này thì chúng ta có phần application data, tức là cái dữ liệu mà tầng data à, tầng application nó đẩy xuống. Cái phần dữ liệu này thì có thể nó có độ dài khác nhau. Thế và với TCP thì nó không quan tâm đến cái nội dung bên trong của cái dữ liệu này. Nó sẽ chỉ cắt, nếu dữ liệu đủ đủ dài hoặc quá dài thì nó sẽ cắt ra thành từng cái khúc nhỏ và gửi thôi. Thế ở đây thì nó cũng có trường checksum. Vâng, checksum là cái trường dùng để kiểm tra lỗi, các bạn có biết rồi. Checksum hay là nếu mà ai mà dùng tiếng Việt thì nó sẽ là tập kiểm tra, nhưng mà thôi, tôi đã thống nhất với các bạn từ trước là tôi sẽ dùng checksum. Ở dưới này là có một số cái tùy chọn, và cái tùy chọn này thì có thể có độ dài nó hơi khác nhau một chút. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có phần length của cái header, và các bạn biết là cái phần option này nó là tùy chọn và nó có variable length, tức là cái độ dài của phần option này có thể thay đổi, cho nên phải có một cái trường head length ở đây để thể hiện rõ là toàn bộ cái phần header này là bao nhiêu byte hoặc là bao nhiêu bit. Sau đó thì sẽ là phần dữ liệu bên dưới này, để tránh cái trường hợp là cái bên gửi và bên nhận không thống nhất được thì header và application data đây nó lại trộn vào nhau, thì lúc mà bên nhận xử lý không được thì nó rất là mệt. Thế bên này thì có một số bit nữa là RS rồi SYN rồi FIN. Và cái này thì liên quan đến việc khởi tạo kết nối và ngắt kết nối, vì chúng ta biết là TCP là connection oriented. Tiếp theo là receive window. Cái này thì nó sẽ liên quan đến việc kiểm soát luồng, tức là cái lúc trước khi các bạn học cái RDT thì các bạn biết rồi là chúng ta có một cái khung thời gian, chúng ta gọi là window. Trong cái khung thời gian này thì chúng ta sẽ được gửi tối đa là bao nhiêu gói, chứ nếu mà chúng ta gửi quá đi thì nó sẽ dễ bị gọi là tắc nghẽn. Thế cái này thì nó sẽ là quy định cái kích thước của cái cửa sổ, và tác dụng của nó là giúp phần góp phần kiểm tra cái hay là kiểm soát cái luồng dữ liệu. Ở đây thì nó sẽ thể hiện là cái số byte mà bên receiver sẽ muốn nhận. Thế cái chỗ này thì nó có hai bit là C với E, thì nó sẽ liên quan đến việc là kiểm soát xung đột hay là kiểm soát tắc nghẽn. Đây là congestion notification, tức là báo cáo về việc là trên cái kênh truyền có tắc nghẽn hay không. Ngoài ra thì nó còn một số cái trường khác nữa, ví dụ như là P thì là viết tắt của PSH. Cái này thì liên quan đến việc là cái bên nhận nó có chuyển dữ liệu lên trên cái tầng trên ngay lập tức hay không. Thế còn cái bit U ở chỗ này thì nó được gọi là URG, được sử dụng để
chỉ định rằng là cái dữ liệu trong cái segment này có cái này là có phải là urgent hay không. Urgent là khẩn cấp mà, thì cái U với cả cái P ở đây là hai cái bit mà nó thường đi với nhau, đừng thiết lập cùng với nhau. Thế tiếp theo đấy là ở chỗ này thì cái slide này người ta giải thích lại cái sequence number. Lúc nãy thì tôi cũng có giải thích với các bạn rồi, là chúng ta có đây, và đây là họ có cái hình vẽ đây rồi. Cái đây là cái format của cái TCP segment, thì đây nó có một cái trường gọi là sequence number. Lúc nãy tôi có nói qua với các bạn rằng là cái dữ liệu của chúng ta ấy, nó là một dãy các byte. Cái giao thức TCP nó không quan tâm đến là bên trong cái dữ liệu đấy nó có cái gì, mà nó coi dữ liệu là một dãy các byte nó cần phải chuyển đi thôi. Thế thì nó có thể sẽ phải cắt cái dữ liệu này ra thành nhiều đoạn, và cái sequence number này là nó đánh cái số thứ tự của cái byte đầu tiên của cái đoạn mà chúng ta sẽ gửi. Cái phần đoạn sẽ gửi sẽ nằm ở phần data bên dưới của cái gói tin như thế này. Thì đấy là cái trường sequence number. Thế còn cái bên dưới này là cái acknowledgement number, thì nó sẽ là một cái số sequence mà nó kỳ vọng sẽ nhận được từ cái phía còn lại, từ cái phía bên kia. Vâng, tức là cái gói tin này là như lúc nãy tôi có giải thích với các bạn là lúc trước thì mình dùng khái niệm là sender và receiver. Thế nhưng mà vì là TCP là full duplex, tức là gửi nhận đồng thời, cả hai bên cùng gửi hai bên cùng nhận đồng thời. Thế thì ở đây trong cái quá trình nó cái bên ví dụ như bên A chẳng hạn, bên A gửi gói tin đi, tức là trong cái gói tin này thì có thể có dữ liệu đến cho bên B. Đấy, bên B thì cũng sẽ gửi dữ liệu cho bên A. Thế thì cái trường acknowledgement number này là nó nói với cả, nó vừa là phản hồi và vừa để nói cho cái bên B biết rằng là tôi mong chờ rằng cái gói dữ liệu tiếp theo thì cái trường sequence number của cái gói dữ liệu tiếp theo ấy nó sẽ bằng với cái con số của acknowledgement number ở đây. Thế và nó cũng thực hiện cái nguyên tắc gọi là cumulative ACK, tức là nó sẽ cộng dồn các cái phản hồi lại chứ nó không có tính từng giờ từng cái phản hồi một. Bởi vì ở đây nó sẽ cho phép gửi nhiều gói cho nên là cái phản hồi nó cũng sẽ cho phép là dồn nhiều cái phản hồi lại. Thế đấy là cái liên quan đến hai cái trường quan trọng nhất là sequence number và acknowledgement number. Thế ở đây thì chúng ta có thể ví dụ thế này, đấy là gì? Giả sử cái host A nó nhận được tất cả các byte có số thứ tự từ 0 cho đến 535 từ host B, và nó sẽ gửi một cái segment cho host B, vừa là để phản hồi vừa là để gửi dữ liệu nếu mà host B cần cái dữ liệu đấy, dữ liệu gì đấy từ host A. Thế thì lúc này host A nó đã nhận đến cái byte thứ 535 rồi, thì nó sẽ muốn cái đoạn dữ liệu tiếp theo sẽ bắt đầu từ cái byte thứ 536, mà cái đấy nó sẽ phải từ B gửi sang. Thế thì cái A này thứ nhất là nó sẽ đưa ra một cái acknowledgement, và nhắc lại là trong cái acknowledgement này nó có thể có kèm cả dữ liệu. Thì trong cái trường acknowledgement number của cái A gửi sang cho B ấy, thì nó sẽ điền con số là 536. Thì lúc này khi mà B nhận được cái acknowledgement và biết rằng A nó đang chờ cái đoạn dữ liệu bắt đầu từ byte thứ 536, thì nó sẽ gửi cho cái A cái thứ mà bên A nó yêu cầu. Thì đấy là ý tưởng. Thế còn trong những trường hợp khác, ví dụ như là thế này, giả sử là cái A đã nhận được cái segment mà có cái dữ liệu tính từ byte 0 cho đến 535 rồi. Ngoài ra thì nó cũng nhận được một cái segment khác mà có cái byte dữ liệu là từ 900 cho đến 1000. Thế thì rõ ràng là A nó vẫn còn thiếu khúc cuối, khúc giữa, xin lỗi các bạn, là thiếu khúc giữa là từ 536 cho đến 899. Thế thì lúc này A nó sẽ phản hồi lại cái bên B rằng là tôi vẫn cần hay là vẫn chờ cái gói 536. Thế thì khi mà nó tạo một cái gói tin
phản hồi thì nó vẫn sẽ đặt cái số 536 ở trong cái trường là acknowledgement number và sau đó gửi sang cho B. Cái B thì nhìn thấy cái gói tin này và nhìn thấy cái trường acknowledgement biết rằng là A đang cần cái đoạn dữ liệu bắt đầu từ byte thứ 536 thì nó sẽ đóng cái đoạn dữ liệu đấy và gửi lại cho A. Thì đấy là cái ý tưởng của cái sequence number và acknowledgement number. Vâng, nó hơi khó hiểu một chút nhưng mà khó cũng phải hiểu thôi, bởi vì đấy là cách mà giao thức TCP nó hoạt động. Thế ở đây thì họ có đặt ra một cái câu hỏi, đấy là cái bên receiver ấy, tức là cái bên mà chuyên nhận dữ liệu, và ở đây họ lại dùng cái thuật ngữ là receiver, thì nó sẽ xử lý thế nào với những cái đoạn dữ liệu mà out of order. Thế thì như vừa rồi, trong một cái ví dụ vừa rồi thì các bạn cũng thấy là tôi có một cái ví dụ mà bên A nó nhận được cái dữ liệu là từ 0 cho đến 535 và từ 900 đến 1000, tức là nó có out of order. Thế thì ý tưởng ở đây thì giao thức TCP ở trong cái RFC nó không nói rõ cụ thể là cái việc ngoài nhận được dữ liệu mà sai trình tự như vậy, out of order như vậy thì xử lý thế nào. Thế thì cái phần này ấy, là nó dành cho cái người mà triển khai cái giao thức TCP cụ thể, họ muốn xử lý cái chỗ đấy như thế nào thì xử lý. Thế thì lúc trước chúng ta cũng có học hai cách, một là go back n, hai là selective repeat ấy. Thì về cơ bản là một là chúng ta có thể bỏ qua, hai là chúng ta có thể buffer, tức là lưu trữ những cái gói mà đã được gửi nhưng mà sai thứ tự. Thì sau này thì nếu mà chúng ta nhận được những cái gói mà nó còn thiếu ở đằng trước đấy thì chúng ta sẽ delivery một thể, tức là chúng ta sẽ chuyển một thể tất cả các gói đã nhận được. Thì tất nhiên là nó sẽ có sự phức tạp và nó sẽ cần có một cái bộ nhớ tạm làm buffer. Thế còn nếu mà discard thì cái việc gửi lại quá nhiều, thì cái nào nó cũng có ưu điểm nhược điểm cả. Tức là loại bỏ cái gói tin mà sai thứ tự thì lúc sau là đương nhiên lại phải gửi lại rồi. Thế thì ở đây người ta cũng có nói là giao thức TCP nó không quy định cụ thể cái trường hợp mà gói tin sai thì làm như thế nào, nó để cho những người mà triển khai cái giao thức này họ cụ thể hóa nó theo ý của mình. Thế đây là một cái ví dụ liên quan đến cái ứng dụng có tên là Telnet. Và ứng dụng Telnet này thì nó là một ứng dụng mà giúp chúng ta có thể điều khiển các máy tính từ xa thông qua một cái cửa sổ dòng lệnh. Thế thì khi mà chúng ta gõ một cái chữ gì đấy thì cái ứng dụng Telnet này nó sẽ đẩy cái chữ đấy sang bên cái máy đối diện, cái máy mà đã kết nối. Thế thì ở đây người ta dùng cái ứng dụng Telnet để mà ví dụ. Thế thì host A nó sẽ là cái host đầu tiên mà nơi người dùng gõ vào cái ký tự C. Thế thì cái ký tự C này nó sẽ là dữ liệu. Vâng, tại vì là nó từ tầng ứng dụng đẩy xuống. Thế thì cái C này có thể mang cái số thứ tự là 42. Thế và trong cái gói tin mà gồm có C cộng với cả cái số thứ tự 42 này gửi sang cho bên B thì bên A này nó cũng có kỳ vọng rằng là B sẽ gửi cho nó cái đoạn dữ liệu bắt đầu từ cái byte số 79 này. Thế nhưng mà đây nó là cái ứng dụng theo net cho nên là có thể là bên B nó chưa có trả lại cái gì cả. Thế thì nó vẫn sẽ phản hồi bằng cách là nó đóng một cái gói tin. Trong đấy là nó sẽ có cái sequence number là 79, tức là cái mà bên A nó yêu cầu, cộng với cả cái ký tự C được gửi lại. Ngoài ra thì bên B nó cũng nói với bên A rằng là tôi sẽ chờ cái gói tin số 43. Thế bên A khi nhận được cái gói phản hồi này thì nó biết rằng là bên B đang chờ cái gói số 43, cho nên là nó sẽ gửi cái dữ liệu tiếp theo. Ở đây thì nó không nói, người ta không nói cụ thể là dữ liệu tiếp theo sẽ là ký tự nào, nhưng mà nó sẽ đánh số cái dữ liệu tiếp theo là số 43 và nó yêu cầu rằng tôi gửi cho anh cái số 43 và tôi chờ cái gói tin có số thứ tự là 80. Thì đấy là cái quá trình mà cái hai cái con số là sequence number và acknowledgement number nó được sử dụng giữa hai bên, bên A và bên B như vậy. Là một cái sequence number là để nói rằng là cái dữ liệu tôi gửi cho anh là nó sẽ bắt đầu từ cái byte này. Thế còn acknowledgement là để nói với bên kia rằng tôi đang chờ cái dữ liệu bắt đầu từ byte này của anh. Thì anh gửi lại cho tôi cái byte mà nằm ở trong cái dữ liệu mà có cái byte bắt đầu là nằm ở trong cái acknowledgement number này.
Thế đây, các bạn sẽ thấy rằng là cái sequence number mà gửi sang cho cái bên B này là số 42, và vì ở đây nó là một ký tự cho nên là cái đoạn dữ liệu này ra nó cũng chỉ dài có một byte thôi, thì cái bên B này là nó nhận được một byte thì nó sẽ yêu cầu cái byte tiếp theo là byte số 43 đấy, và bên A thì sau khi mà biết là B yêu cầu cái 43 thì nó sẽ gửi cho B cái 43, và về phía nó cũng yêu cầu là B phải gửi cho nó cái dữ liệu ứng với cái byte thứ 80 này. Thế cái ví dụ liên quan đến cái theo nét này thì nó khá là đơn giản, cho nên là chúng ta việc thấy việc gửi qua gửi lại nó cũng bình thường, nó chỉ là ký tự thôi. Còn các ví dụ khác thì có thể dữ liệu nó sẽ phức tạp hơn, nó nhiều byte hơn. Thế tiếp theo đấy là cái TCP, nó sẽ tính cái thời gian timeout. Thì các bạn biết rồi, TCP là nó dựa trên cái ý tưởng của cái RDT 3.0, cái pipeline và cái RDT 3.0. Cho nên là mỗi một gói tin khi gửi đi thì nó đều có timeout. Thế làm sao để tính ra được cái timeout của mỗi gói tin như thế? Tại vì có timeout thì chúng ta mới có gửi lại gói tin. Và thế ở đây thì về cơ bản là timeout thì phải dài hơn hay là phải lâu hơn do so với cái round trip time. Round trip time về cơ bản nó là thời gian gửi một gói tin đi và nhận được phản hồi về. Thế thì timeout đương nhiên là phải dài hơn round trip time rồi. Nhưng mà ý tưởng ở đây là cái round trip time nó cũng có thể thay đổi theo thời gian, bởi vì cái kênh truyền nó có thể có lúc này có lúc khác, và vì các gói tin nó đi có thể đi theo các đường độc lập với nhau, theo các kênh truyền khác nhau, cho nên là mỗi kênh nó lại có một cái round trip time nó lại cũng khác nữa. Thế cho nên là cái việc tính ra cái timeout này là nó cũng không phải đơn giản. Thì ở đây người ta sẽ nói rằng là nếu mà cái timeout mà nó quá ngắn thì nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là bị gửi gửi lại nhiều quá mức cần thiết, tức là nếu mà tôi chờ thêm một chút nữa thì tôi sẽ nhận được phản hồi, nhưng mà tôi chưa kịp chờ thấy cái phản hồi đấy thì tôi đã retransmit, tức là đã gửi lại rồi, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là gửi lại quá nhiều. Thế còn nếu mà cái timeout mà nó quá dài thì nó sẽ phản ứng một cách chậm chạp đối với những cái trường hợp mà có mất mát các cái segment, tức là các gói tin. Thế thì cho nên là tính toán nó phải là hợp với cái lý thì mới được. Thế đây, thế làm sao để chúng ta có thể ước lượng được cái round trip time? Tại vì chúng ta biết rằng là timeout thì phải dài hơn round trip time rồi, thế thì cho chúng ta sẽ bắt đầu từ cái round trip time là chúng ta sẽ phải ước lượng nó trước. Thế thì chúng ta sẽ lấy mẫu. Đấy là gì? Chúng ta sẽ đo cái thời gian từ khi mà chúng ta gửi một cái segment đi cho tới khi chúng ta nhận được cái phản hồi. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ khi mà gửi cái gói tin và với cái mục tiêu đo này thì chúng ta sẽ tạm thời là chưa tính được timeout, cho nên chúng ta có thể chờ lâu một chút. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bỏ qua cái việc là retransmission, tức là bỏ qua cái việc là gửi lại, tại vì đây chúng ta đang muốn đo. Thế cái sample round trip time, tức là lấy mẫu, cái việc lấy mẫu này thì nó có thay đổi, bởi vì chúng ta biết là cái kênh truyền nó không ổn định, có lúc thì đông người dùng, có lúc thì ít người dùng, có lúc thì đi theo đường này, có lúc thì đi theo đường khác. Cho nên là cái mẫu mà liên quan đến round trip time này là nó cũng không có cố định. Thế nếu mà chúng ta muốn lấy được một cái mẫu mà nó ổn hơn thì chúng ta sẽ lấy trung bình, tức là chúng ta không lấy cái giá trị nhất thời mà chúng ta sẽ đo round trip time đấy vài lần, sau đó thì chúng ta sẽ lấy trung trung bình của các cái giá trị mà nhận được. Thế sau khi mà có round trip time rồi thì chúng ta mới tính cái timeout. Thì lúc trước về nguyên tắc là chúng ta sẽ luôn nói với nhau rằng là round trip time thì timeout thì về cơ bản là phải tính lớn hơn round trip time một chút. Thế nhưng mà nó sẽ vẫn có những sự thay đổi nhất định. Thế thì ở đây người ta có cái công thức để ước lượng cái round trip time là bằng cái xin lỗi các bạn, chỗ này là chưa chưa nói đến timeout, và chỗ này mới tiếp tục là cái round trip time. Nhưng mà lúc nãy là chúng ta có nói là một là chúng ta đo một lần, hai là chúng ta lấy trung bình. Thì đây chính là một cái cách để lấy trung bình đây, tức là chúng ta sẽ tính dồn cái giá trị round trip time bằng cái giá trị vừa mới thu được cộng với cả những cái lần ảnh hưởng từ những lần tính toán trước nữa.
Thế thì người ta mới thấy là cái giá trị mới của round trip time thì sẽ bằng 1 trừ đi alpha nhân với cả cái giá trị round trip time hiện tại cộng với cả alpha nhân với cả cái sample round trip time là cái giá trị vừa mới đo được xong. Thế thì cái việc tính toán như thế này thì người ta gọi nó là exponential weight moving average. Đấy, tức là nó là tính theo kiểu trung bình nhưng mà nó có sự di chuyển. Thế ở đây thì các bạn thấy là cái estimated round trip time này là nó bị ảnh hưởng từ những cái lần đo trong quá khứ. Đấy. Thế và thông thường thì người ta sẽ lấy cái giá trị alpha là 0,125. Ok. Thế đây là cái biểu đồ thể hiện được là cái estimated round trip time ở đây là nó sẽ ít biến động hơn, tức là nó sẽ nhìn nó sẽ smooth, sẽ êm hơn so với lại cái sample round trip time. Thì các bạn thấy là sample round trip time là cái điểm màu đen này, đây tạm gọi là màu đen đi, thì là nó sẽ có cái mức độ biến động rất là cao, nhưng mà cái estimated là cái đường màu hồng này là nó biến đổi nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái liên quan đến việc là ước lượng cái round trip time. Thế tiếp theo đấy là chúng ta sẽ nói đến time out interval, tức là cái khoảng time out thì chúng ta sẽ có estimated round trip time cộng thêm với một cái biên đủ an toàn nữa, và nó gọi là safety margin, cộng thêm một khoảng biên nữa. Thế ở đây thì họ nói rằng là cái khi mà cái estimated round trip time, tức là cái thời gian đi của gói tin mà nó có biến động lớn thì cái biên của chúng ta nó cũng sẽ lớn hơn bình thường. Đấy, để đảm bảo rằng là nó không cái time out của chúng ta nó sẽ không bị ngắn hơn so với cái round trip time. Thế đây thì họ có tính cái time out interval, tức là cái khoảng time out thì sẽ bằng round trip time cộng 4 nhân với cả deviation round trip time. Tức là cái này nó sẽ là một cái khoảng gọi là safety margin. Cái này là cái khoảng round trip time mà chúng ta đã ước lượng được. Thế cái deviation round trip time này ấy, thì nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là cái exponential weight moving average của cái sample round trip time. Và nó sẽ được lấy từ cái estimated round trip time ra. Thế thì thông thường là cái deviation round trip time này thì sẽ bằng là 1 trừ đi beta nhân với cả cái đây là giá trị mới, đây là giá trị cũ, cộng với cả beta nhân với cả trị tuyệt đối của sample round trip time và trừ đi cái estimated round trip time. Ở đây phải lấy giá trị tuyệt đối vì cái số này thì nó có thể dao động lên xuống. Thế ở đây họ cũng nói là thông thường thì cái giá trị của beta nó sẽ là 0,25. Thế đến đấy là chúng ta đã tính được cái time out cho mỗi gói tin, và cái time out này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ truyền của cái kênh truyền, và cái tốc độ đấy thì nó sẽ phản ánh thông qua cái round trip time. Ok, đến đây thì người ta nói là bên sender sẽ có những cái sự kiện và những cái hành động như thế nào. Tất nhiên ở đây là cái sự kiện và hành động đã được làm đơn giản hóa đi một chút, simplify rồi. Thế thì bên sender thì nó sẽ có xảy ra cái sự kiện, đấy là tầng ứng dụng nó sẽ đẩy dữ liệu xuống và tầng TCP thì sẽ nhận được cái dữ liệu này. Thì khi mà tầng ứng dụng đẩy dữ liệu xuống và tầng giao vận với chính xác là giao thức TCP nhận được dữ liệu thì nó sẽ tạo ra một cái segment với sequence number. Và cái sequence number này thì nó lấy từ các cái byte mà trong cái data ra. Thế sau đấy thì nó sẽ bắt đầu cái bộ đếm thời gian là timer. Nếu mà cái bộ đếm này chưa bắt đầu, đúng không ạ? Thế và cái timer này thì nó sẽ dành cho cái gói mà cái segment mà dài nhất hay là lâu nhất nhưng mà chưa được phản hồi. Thế và cái khoảng thời gian mà không chờ nữa thì nó chính là cái khoảng time out interval ở đây. Cái time out thì là cái mà chúng ta vừa mới học cách tính ở trong cái slide trước. Thế khi mà xảy ra cái sự kiện time out thì sao? Khi xảy ra sự kiện time out thì chúng ta sẽ phải truyền lại gói tin mà đã bị khóa giờ. Sau đó thì chúng ta khởi động lại cái timer, tức là khởi động lại cái bộ đếm thời gian.
Thế còn một cái sự kiện khác đấy là chúng ta nhận được cái gói phản hồi. Thế thì nếu mà chúng ta nhận được một cái gói phản hồi cho các cái segment mà trước đây chưa được phản hồi thì chúng ta sẽ cập nhật cái trạng thái. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi là dịch chuyển cái bộ đếm thời gian này sang các cái gói mà chưa được phản hồi khác, hay là chưa sang cái sang các cái segment mà chưa được phản hồi khác. Thế đây là cái hành động của bên receiver là bên nhận. Và ở đây thì nó nói về ACK generation, tức là cái việc tạo ra cái phản hồi nó sẽ như thế nào. Và phần này cũng tôi nghĩ là cũng hơi thú vị một tí. Thế ở đây thì nó là các cái sự kiện mà xảy ra tại bên nhận. Và đây là cái hành động liên quan đến cái bên nhận nó sẽ thực hiện. Thế thì sự kiện đầu tiên nó sẽ là gì? Nếu mà cái bên nhận này nhận được một gói tin và gói tin ấy đúng thứ tự với cái sequence number là đúng như là đang mong chờ. Đồng thời nó có thêm một cái điều kiện nữa, đấy là tất cả các gói tin mà đằng trước cái gói vừa nhận được là đã được phản hồi rồi. Thế thì nó chưa vội phản hồi ngay mà nó sẽ delay cái phản hồi này trong vòng 500 ms giây. Trong vòng 500 ms giây này nếu có một cái gói tin khác đến thì nó sẽ phản hồi một thể. Còn nếu mà không có cái gói tin nào trong vòng 500 ms giây thì lúc đấy nó mới phản hồi cho đúng cái gói vừa nhận được. Đấy là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai, đấy là gì? Khi nó nhận được một cái gói tin đúng thứ tự và cái dữ liệu các thứ và đúng cái số bài mà nó đang yêu cầu. Tuy nhiên là nó phát hiện ra rằng là có một cái segment khác mà chưa được phản hồi. Tức là nó rơi vào cái trường hợp bên trên này, đấy là cái gói này nó đang delay. Đấy, nó vì là các cái gói trước nó là đã được phản hồi hết rồi cho nên đến nó thì mới chỉ có một mình nó. Thế thì nó delay cái phản hồi lại. Thế thì trong quá trình delay thì để cái thứ hai nó đến. Và cái tiếp theo là nó đến thì nó phát hiện ra rằng à có một thằng khác là chưa phản hồi. Thế thì lúc này cái người nhận ấy hay là cái bên nhận ấy thì nó sẽ ngay lập tức là phản hồi bằng một cái cumulative ACK, tức là một cái phản hồi mà cộng dồn. Đấy. Và cái một cái phản hồi này thì nó cho biết cho cái bên sender biết rằng là à cả hai gói tin vừa rồi là đã được đến nơi đầy đủ đúng đắn. Thế sự kiện tiếp theo là gì? Sự kiện tiếp theo đấy là nếu mà nó nhận được một cái gói tin out of order, tức là gói tin mà nó không đúng thứ tự và cái sequence number là nó cao hơn cái số nó đang kỳ vọng, tức là gói tin này là gói tin bị gửi đến trước. Thế thì nó sẽ phát hiện ra là có một cái khoảng trống gap detected, bởi vì sao nó còn thiếu một cái gói tin ở giữa nữa. Đấy, thế thì lúc này thì nó sẽ ngay lập tức gửi một cái gọi là duplicate ACK để báo rằng là cái gói tin có số thứ tự như thế này là đang được expected, tức là cái gói tin mà còn thiếu ấy. Tại vì đây là có gói vừa đến là out of order cho nên là đằng trước cái gói out of order này nó sẽ còn thiếu một chút thì chúng ta sẽ phải ACK và ACK luôn. Và báo và kèm theo cái ACK đấy chính là cái by expected, tức là cái gói tin mà bên receiver này nó đang trông chờ để nó bù vào cái phần còn thiếu. Tiếp theo là khi mà nó chờ, tức là đang trong quá trình chờ một cái một hoặc một số ba cái gói tin còn thiếu mà nó lại nhận được một trong số các gói tin này hoặc tất cả các gói tin còn thiếu này. Thế thì nó sẽ cũng sẽ ngay lập tức gửi cái ACK. Và cái ACK này thì nó sẽ tính cho các cái gói tin mà gọi là đã đến nơi đầy đủ đúng đắn đúng thứ tự. Thế và nó sẽ dịch cái cửa sổ đợi đi đến cái vị trí mà ứng với cái gói tin mà chưa được gửi tới. Tức là cái nào mà đã gửi tới rồi thì thôi bỏ qua, thì cái cửa sổ nó phải dịch đến cái gói mà chưa được gửi. Và ở cái vị trí gọi là thấp nhất, lower end of gap, tức là cái khoảng ở đấy mà nó cái khoảng cửa sổ đấy mà nó vẫn còn có những gói chưa đến thì cái điểm đầu tiên của cửa sổ phải là ở cái gói mà vẫn còn chưa đến đấy. Mặc dù trong cửa sổ có thể có những gói mà out of order đã đến trước rồi. Thì đấy là bên receiver. Cái trường hợp này ấy, nếu mà các bạn nhớ lại những cái hình vẽ ở cái phần liên quan đến RDT 3.0 thì chắc là nó sẽ kết hợp với cả cái phần diễn giải ở đây thì chắc là nó sẽ dễ hiểu hơn.
Chứ còn nếu mà chỉ nghe tôi nói như này các bạn không hình dung ra được thì nó lại căng thẳng quá. Ok, thế đến đây thì nó có retransmission scenario, tức là cái kịch bản liên quan đến việc gửi lại gói tin. Thế cái trường hợp đầu tiên nó ghi đây là lost ACK scenario, tức là cái phản hồi bị thất lạc hay là không đến được cái bên gửi. Thì ở đây chúng ta có là gửi cái SQL là 92 và cái độ dài của dữ liệu là 8 bài. Thế thì bên này nó sẽ phản hồi ACK là 100, tức là nó đã nhận được cái 92 rồi. 92 cộng 18 thì nó mới ra 100. Vâng. Thế đến đây thì nó ACK 100 có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi đã nhận được cái byte trước và bây giờ là tôi sẽ chờ cái đoạn dữ liệu bắt đầu từ cái byte thứ 100. Nhưng cái ACK này là nó bị mất ở lưng chừng, nó không đến được với bên host A ở đây. Thế một cái quãng thời gian bị sau nó bị timeout. Thế thì khi timeout thì nó sẽ phải gửi lại cái gói có số thứ tự là 92 này với 8 byte dữ liệu. Và nếu trong trường hợp này mà cái ACK 100 này nó không bị mất nữa thì nó sẽ về đến bên host A này và A lúc này sẽ lấy cái dữ liệu ứng với cái byte thứ 100 này và gửi đi. Thì đây là trường hợp đầu tiên mà chúng ta phải retransmitted, tức là cái dữ liệu phải được gửi lại. Cái trường hợp thứ hai là premature timeout, tức là cái ACK nó không mất, chỉ có điều là nó bị muộn hơn so với cái timeout cho nên là vẫn phải gửi lại. Thế thì ở đây chúng ta có gửi byte thứ 92, độ dài là 8 byte. Sau đó thì bên này có phản hồi, khi sang đến đây thì bên này có phản hồi nhưng mà vì chúng ta có một cái cửa sổ cho phép chúng ta gửi nhiều lần cho nên ở đây thì gửi tiếp cái đoạn dữ liệu ứng với byte thứ 100 và độ dài của nó là 23. Thế bên này khi mà nhận được thì nó sẽ nhận được cái gói 92 thì nó sẽ cộng 92 với 8 và nó sẽ chờ cái byte thứ 100. Đấy, sau đó nó nhận được cái lần thứ hai là nó nhận được cái byte thứ 100 có độ dài 23 thì nó sẽ chờ cái byte thứ 120 và nó gửi hai cái ACK này về đây. Tuy nhiên là hai cái ACK này đi chậm quá. Thế thì nó sẽ bị timeout từ khúc trước này và nó sẽ gửi lại cái gói 92 này sẽ được gửi lại trước. Đấy, thì nó sẽ gửi lại cái gói 92 với 8 byte dữ liệu này. Thế khi mà nó gửi cái gói này thì bên này nó sẽ gửi cái cumulative ACK, tức là nó sẽ gửi một cái ACK cộng dồn rằng là tôi đã nhận đến tận byte thứ 120 rồi. À xin lỗi, đến byte thứ 100 và tôi đang chờ cái byte thứ 120. Thế thì lúc này bên này nó nhận được cái phản hồi này thì cái ACK là cái expected, tức là cái nó đang mong chờ. Thì nó nhìn thấy là bên B này đang mong chờ cái đoạn dữ liệu bắt đầu từ byte thứ 120, thế thì tôi sẽ bắt đầu gửi từ byte thứ 120. Thế một cái trường hợp tiếp theo đấy là gì? Cumulative ACK cover for earlier lost ACK, tức là ở đây thì chúng ta sẽ xem là cái cumulative ACK thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây, lúc nãy thì ở trong cái slide trước, đây tôi sẽ quay lại slide trước cho các bạn. Đây là chúng ta chỉ gửi có một gói thôi, cho nên là không cần phải cumulative làm gì cả. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ là gửi hai gói, là cái gói 92 với 8 byte dữ liệu, tức là cái byte đầu tiên là byte 92, độ dài là 8 byte. Thế thì khi nó sang đến đây thì nó có phản hồi là tôi đang chờ gói thứ 100. Thế ở đây thì vẫn còn cửa sổ cho nên là vẫn sẽ gửi cái đoạn tiếp theo luôn, là cái đoạn bắt đầu từ byte 100 luôn và độ dài 23. Và khi đến đây thì nó sẽ có cái phản hồi lại rằng là tôi đã nhận được byte thứ 100 và cộng thêm 23 trong phần dữ liệu thì bây giờ tôi sẽ nhận cái đoạn tiếp theo là từ byte thứ 120. Nó gửi về đây. Nhưng mà cái ACK này nó bị mất trên đường đi. Thế thì cái bên nhận này này thì nó sẽ khi nó nhận được cái ACK thì thôi nó cũng mặc định rằng là cái 92 này là đã nhận ok rồi. Đấy thì không cần phải gửi lại 92 này nữa mà gửi tiếp từ cái 120 đi thôi. Thế đến đây thì nó còn một cái cơ chế hay ho nữa, nó gọi là fast retransmit, tức là gửi lại cái bài nó sớm nhất chứ không phải là chờ một lúc lâu thật là lâu rồi mới gửi. Và
Thì các bạn thấy là ở đây giả sử cái timeout của chúng ta nó rất là dài. Đây, các bạn thấy là ở đây thì cái cửa sổ nó lớn hơn cho nên là chúng ta gửi liên tiếp 4 gói. Và nhưng mà trong đấy thì có một gói bị mất. Đấy là cái gói có cái byte đầu tiên là byte 100, có độ dài 20 ở đây. Thế thì khi mà cái byte số 100 này, cái gói mà có cái byte số 100 này nó bị mất. Thế thì đến đây thì cái byte cái ACK là 100 này là đúng rồi. Thế nhưng mà sau khi mà cái gói có cái số thứ tự 100 này bị mất thì những gói đến sau rồi này nó vẫn phản hồi bằng cách là tôi vẫn chờ cái gói số 100 của anh, bởi vì cái 100 này bị mất lúc trước nên là tôi có nhận được gói sau thật nhưng tôi vẫn còn chờ cái đoạn bị thiếu là cái đoạn mà bắt đầu từ số 100. Đến gói sau này tiếp tục lại vẫn không phải là cái gói có số 100 này, bởi vì là các đoạn này là các đoạn liên tiếp nhau. Lại thêm một lần phản hồi cái ACK 100, tức là tôi vẫn đang chờ cái đoạn bắt đầu bằng byte 100 này. Tương tự đến cái lần thứ tư này thì các bạn thấy là đây mặc dù là timeout đến tận cuối này mới hết hết timeout nhưng mà ở đây nó nhận thấy là liên tiếp đến 3 4 phát ACK 100 như thế này. Thì bên sender này sẽ tự hiểu rằng rằng là có thể là cái gói 100 này, cái gói bắt đầu 100 này đã bị mất ở đâu đấy rồi, cho nên là liên tiếp mấy lần ACK mà đều thành 100 hết. Thế thì lúc này là nó sẽ gọi là fast retransmit, tức là gửi lại ngay mà không cần phải đợi đến hết timeout. Thế đây, đến đây thì sau đến mấy lần liên tiếp nhận được cái ACK 100, tức là bên kia nó nói rằng, bên B nó nói rằng là tôi vẫn cứ chờ gói 100, tôi vẫn cứ chờ gói 100, tôi vẫn cứ chờ gói 100. Nói luôn mấy lần liên tiếp như thế thì cái bên A này sẽ thôi, chưa hết timeout đâu, nhưng mà tự động gửi cái gói có byte 100 này luôn đi. Thì đấy là ý tưởng của fast retransmit. Đây, họ có nói là if sender, tức là nếu mà bên gửi mà nhận đến ba cái ACK cho cùng một cái dữ liệu triple duplicate ACK thì nó resend cái gói mà chưa được acknowledge mà có cái số thứ tự là nhỏ nhất. Thế ở đây bởi vì có 3 lần trùng lặp cái ACK cho nên là có vẻ như là cái ACK này hoặc là cái gói dữ liệu nó bị mất, cho nên là chúng ta sẽ không có, tức là cái gói mà chưa được ACK ấy, nó bị mất bởi vì nó liên tiếp có 3 lần phản hồi cùng một cái nội dung như nhau. Thế cho nên là lúc này thì chúng ta không chờ đến hết thời gian mà gửi sớm đi. Đấy là cái ý tưởng mà và liên quan đến việc là fast retransmit. Ok, thế đến đây thì chúng ta đã nói về cái cấu trúc của cái segment TCP. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một số cái cơ chế để mà retransmit để đảm bảo cái dữ liệu nó là reliable. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về flow control, tức là kiểm soát cái luồng dữ liệu. Thì TCP nó sẽ kiểm soát cái luồng như thế nào? Tất nhiên là lúc nãy thì khi mà nhìn vào cái struct thì chúng ta cũng đã nhìn thấy cái thông tin mà liên quan đến Windows rồi, chính cái Windows này chính là cái kiểm soát luồng dữ liệu. Và đây, slide đầu tiên thì là bắt đầu từ đây. Trong cái slide này thì các bạn nhìn thấy Receiver Protocol Stack, tức là cái ngăn xếp giao thức của bên nhận. Và các bạn sẽ thấy ở đây là các giao thức của tầng mạng hay là tầng IP. Đến đây là tầng transport thì chúng ta đang sử dụng giao thức là TCP hay TCP, và trên này là tầng application. Thế thì vì đây nó là bên nhận cho nên là dữ liệu nó sẽ đi từ dưới này đi lên. Thế thì ý tưởng là gì? Và ở đây chúng ta sẽ xem một chút xem là kế tiếp thì chúng ta có cái gì. Đây, đây đó chính là cái ý tưởng rằng là dữ liệu sẽ chảy từ dưới tầng network này, từ dưới tầng thấp hơn, sau đó đi qua tầng network rồi đến tầng TCP. Thế tất nhiên là cũng có những dữ liệu chạy theo ngược lại, nhưng mà đây là vì bên nhận cho nên chúng ta chủ yếu tập trung vào cái dữ liệu đi lên thôi. Thế khi mà dữ liệu đi lên thì nó sẽ đến tầng giao vận và TCP sẽ xử lý nó. Sau đó thì dữ liệu sẽ được đẩy cho cái tầng ứng dụng thông qua cái socket ở cái cánh cửa ở đây.
Thế thì thông thường là ở cái chỗ socket này nó có một cái TCP socket buffer là để nơi lưu tạm các cái gói dữ liệu. Thế thì có một cái trường hợp xấu nó xảy ra, đấy là gì? Đấy là khi mà cái tầng dưới này, tầng network này nó đẩy dữ liệu nhanh hơn so với cái tốc độ xử lý của cái tầng ứng dụng này thì sao? Đấy, tức là cái lượng dữ liệu về nó quá lớn thì ban đầu nó cứ lưu vào buffer, nhưng đến lúc đấy có thể buffer nó sẽ đầy. Vì là dữ liệu thì cứ đẩy về mà tầng ứng dụng ở trên này thì xử lý lại quá chậm, chậm hơn nhiều so với tốc độ nhận dữ liệu về. Thế thì các bạn có thể nhìn vào cái hình này. Nó giống như là một em bé uống nước hoặc một con chó đang uống nước ở dưới đây. Cái lượng nước mà em bé này uống hoặc con chó này uống nó rất là ít, trong khi cái vòi xịt ra thì quá mạnh. Đấy, cái việc uống được nước ít ý, nó tương đương với việc là tốc độ xử lý của tầng ứng dụng đây là rất là chậm. Còn cái vòi nước xịt mạnh này thì nó tương đương với việc là dữ liệu đẩy từ dưới lên thì quá nhanh. Dẫn đến một lúc là đấy là nó tràn buffer đối với máy tính, và đây là uống không hết và nước chảy hết ra ngoài. Nước xịt hết ra ngoài ra xung quanh. Thế thì để giải quyết cái câu chuyện này ấy, thì người ta có một cái cơ chế gọi là flow control. Về cơ bản thì flow control nó sẽ kiểm soát làm sao để cho cái dữ liệu gửi nó không bị vượt quá cái khả năng xử lý của người nhận. Đấy là ý tưởng của kiểm soát luồng. Thế thì đây là cái gói tin TCP hay là một cái TCP segment. Thì trong cái cấu trúc của phần header này nó có một cái gọi là receive window. Thì đây nó là cái số 3 mà bên receiver nó sẵn sàng chấp nhận. Và khi mà bên sender nhìn thấy cái cửa sổ này hay là cái số 3 mà bên receiver có thể chấp nhận này, thì nó sẽ điều tiết cái lượng thông tin gửi đi để làm sao cái cửa sổ này nó không bị đầy quá, hay là cái buffer nó không bị đầy quá. Đấy là cái ý tưởng của flow control, là kiểm soát cái lượng dữ liệu gửi đi để không bị vượt quá cái lượng dữ liệu mà bên receiver có thể xử lý, và cụ thể hơn là cái khả năng nhận dữ liệu của bên receiver thì sẽ được ghi rõ ở trong cái receive window ở đây. Và bên gửi hay là bên sender thì sẽ không bao giờ gửi cái đống dữ liệu mà nó to hơn cái receive window này cả. Đây, nói tóm lại là flow control tức là receiver sẽ điều khiển cái sender để làm sao cái sender nó sẽ không làm cái buffer của receiver bị tràn bộ đệm bởi gửi đi quá nhiều và quá nhanh các cái gói dữ liệu. Thế ý tưởng để mà kiểm soát luồng thì thực ra nó rất là đơn giản, vừa rồi chúng ta cũng có nhìn thấy rồi. Đấy là bằng cách nào đấy thì bên receiver nó sẽ thông báo cho bên sender rằng là cái lượng buffer còn trống là bao nhiêu, và bên sender thì sẽ nhìn vào cái lượng còn trống này và sẽ giới hạn cái số lượng gói tin gửi đi làm sao để nó không, lượng gói tin nó không bị vượt quá cái phần buffer còn trống này. Thế thì cái phần buffer còn trống này thì nó được đặt ở trong một cái chỗ ghi là RWND, Receiver Window. Và cái Receiver Window này tức là cái phần buffer vẫn còn trống, còn cái phần RCV buffer là cái phần kích thước tổng của cái buffer. RCV buffer là receive buffer này thì nó đã chứa một ít dữ liệu rồi, thì cái phần bên dưới này mới là còn trống. Và cái phần còn trống này thì sẽ được gửi sang cho bên sender, như là chúng ta vừa mới thảo luận ở trong cái slide trước, đấy là ở cái trường receive window ở đây. Đấy, tức là khi mà bên receiver nhận được thông tin mà phản hồi thì nó sẽ kèm cái receiver window vào trong cái gói tin phản hồi như thế này. Và ý tưởng nó rất là đơn giản thôi, và khi mà nhìn thấy cái receiver window này thì cái bên sender nó sẽ giới hạn cái số lượng các gói tin mà chưa được phản hồi làm sao cho nó không vượt quá cái kích thước của cái receive window để đảm bảo rằng là bên receive buffer nó không bao giờ bị tràn ra cả. Ok, thế đây đây nó chính là cái receive window, nhắc lại một lần nữa và lúc nãy có nói rồi, bây giờ lại nhắc lại, đấy là gì? Số 3 mà bên receiver còn có thể chứa được ở trong cái phần buffer, số 3 còn trống. Vâng, và cái bên sender thì sẽ giới hạn cái số lượng gói mà chưa có phản hồi để làm sao tổng số lượng gói chưa phản hồi thì nó
có cái lượng dữ liệu không vượt quá cái cửa sổ mà khoảng trống này. Thế vừa rồi thì chúng ta thấy là cái gọi là flow control, nhắc lại tôi nhắc lại các bạn, đấy là mục tiêu là bên receiver sẽ điều khiển bên sender để làm sao bên sender không gửi quá nhiều và quá nhanh, nó sẽ dẫn đến cái việc là tràn buffer, và lúc đấy thì bên nhận nó sẽ không xử lý hết được và nó sẽ gây ra tình trạng là mất mát thông tin, gọi là không kiểm soát được. Thế phần cuối của cái giao thức TCP này thì chúng ta sẽ nói về TCP Connection Management, tức là quản lý kết nối của giao thức TCP. Thế thì cái đặc điểm chính của TCP mà nó khác so với UDP, nó chính là Connection Oriented, tức là TCP là giao thức mà hướng kết nối, và giữa bên gửi và bên nhận phải hình thành một cái kết nối, sau đó thì mới chính thức là trao đổi dữ liệu. Thế ở đây họ có nói rồi, trước khi mà trao đổi dữ liệu thì sender và receiver phải tiến hành một cái bước gọi là bắt tay, thực ra nó chính là khởi tạo kết nối. Thế thì trước tiên là hai cái bên muốn trao đổi thông tin với nhau, họ phải cùng đồng ý rằng là họ muốn trao đổi dữ liệu với nhau. Tức là ở đây thì họ sẽ phải đồng ý là khởi tạo kết nối. Đấy, hay là cách khác đấy là các bên đều biết rằng là phía bên kia đều sẵn sàng là khởi tạo kết nối và trao đổi dữ liệu. Thứ hai là các bên nó sẽ phải làm gì? Các bên nó sẽ phải thống nhất về các cái tham số kết nối. Ví dụ như là nó phải thống nhất xem là cái sequence number sẽ bắt đầu từ số bao nhiêu. Đấy. Tiếp theo là gì? Cái quá trình mà thống nhất trước khi mà trao đổi dữ liệu này thì người ta gọi là cái quá trình handshake protocol, hay là cái giao thức bắt tay. Trong đấy thì cái client nó sẽ đến, gọi là sẽ là người khởi tạo hay là người bắt đầu cái quá trình mà xây dựng cái kết nối này, và cái bên server thì sẽ là bên phản hồi lại xem là có muốn nhận kết nối hay không. Thế ở đây trước khi mà chúng ta nói về cái giao thức bắt tay của TCP thì chúng ta có thể xem qua một cái ví dụ nhỏ nhỏ. Đây, ví dụ như cái trường hợp này các bạn thấy là với hai người làm việc với nhau thì cái việc mà bắt tay hay là khởi tạo nó khá là đơn giản, đấy là gì? Let's talk. Đấy, bên này là Alice, bên này là Bob, thì Alice mới nói với Bob rằng là let's talk, tức là chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện đi, và Bob trả lời bằng cách là nói ok. Ok tức là sẵn sàng. Thì khi mà Alice nghe thấy Bob ok rồi thì cả hai bên cũng biết rằng là đối tác của mình đã sẵn sàng để nói chuyện, và lúc này thì cuộc nói chuyện mới, trao đổi thông tin mới chính thức bắt đầu. Thế thì nếu mà máy tính nó hoạt động theo kiểu tương tự, tức là bên client, bên này là bên client, còn bên này là bên server. Bên client này nó mới chọn một cái số ngẫu nhiên x nào đấy. Sau đấy là nó sẽ yêu cầu kết nối, request connection với cái tham số là x. Và bên server nhận được và nó sẽ phản hồi là accept, tức là chấp nhận cái kết nối này với tham số x này. Nếu mà bên client nhận được cái phản hồi accept này thì cả hai bên cùng là sẵn sàng. Thì các bạn thấy là ở đây cái việc bắt tay nó mới chỉ là cả hai bước thôi. Thế thì cái câu chuyện đấy là với hai cái bước này thì liệu nó có ổn hay không? Thế thì với máy tính thì hai bước là không ổn. Đấy, ví dụ như là nó có một số cái delay hoặc là gì, hoặc là trong quá trình gửi cái request chẳng hạn, hoặc là cái phản hồi accept này chẳng hạn, thì một trong hai cái gói tin nó bị lỗi hoặc là bị mất ở trên đường đi. Thế thì lúc đấy nó sẽ xảy ra cái tình trạng là gửi lại request, và ví dụ như cái request này không đến được nơi thì bên server này sẽ không establish được và sẽ không phản hồi bằng accept, hoặc là có request đến nơi nhưng mà accept không có đến được với cả bên client. Thì lúc này sau một khoảng thời gian thì bên client nó sẽ lại khởi động lại, request lại, thì bên server làm thế nào chẳng nhẽ lại duy trì hai cái kết nối. Và cho nên là nếu chỉ có hai bước thì cái trường hợp mà retransmit là nó sẽ có vấn đề. Thế và cái mấu chốt ở đây thì chúng ta đã biết đấy là cái hai cái bên này là nó không nhìn thấy nhau, client với server là không nhìn thấy nhau, cho nên là cái việc thống nhất nó cũng hơi phức tạp một chút. Thế đây
đây là cái trường hợp mà các bạn nhìn thấy ở đây là cái trường hợp nó mọi thứ nó diễn ra bình thường, thì có vẻ như là bên client sẽ request, tức là yêu cầu kết nối, bên server có nhận được cái yêu cầu này và accept cái kết nối. Khi accept xong thì cái client nó sẽ bắt đầu gửi dữ liệu. Bên này thì nhận được dữ liệu và phản hồi rằng là anh ACK rằng là tôi đã nhận được cái dữ liệu x cộng 1 này. Thế trường hợp vừa rồi là no problem, tức là không có vấn đề gì. Thế bây giờ đến cái trường hợp tiếp theo. Đấy là gì? À, bên này thì nó sẽ chọn một cái tham số x nào đấy và yêu cầu kết nối. Bên này thì có phản hồi. Tuy nhiên là nó có đến một cái thời điểm nào đấy thì bên client này nó ngắt kết nối, client terminate. Thế thì khi mà tiến hành ngắt kết nối này thì hai bên cùng ngắt và server nó sẽ quên cái tham số x này đi. Thế tuy nhiên là ở đây thì nó lại xảy ra cái tình huống đấy là gì? Khi mà cái establish này nó bị trễ quá thì cái client này nó lại khởi tạo cái gửi lại cái request connection. Thế khi nó khởi tạo cái connection này thì điều gì nó xảy ra? Thì như các bạn thấy ở đây, đấy là gì? Cái chỗ này là nó đã retransmit cái connection này rồi, nhưng mà khi mà nó lại vẫn chưa nhận được phản hồi từ server thì cái connection này nó đã terminate rồi, tức là nó đã ngắt rồi. Nó giống như là tôi mở trình duyệt ra, tôi yêu cầu từ phía server, nhưng mà thời gian chờ lâu quá, tôi lại ấn refresh để yêu cầu lại, nhưng mà lại vẫn chờ lâu quá. Thì trong lúc chờ lâu quá tôi tắt trình duyệt đi, thì lúc này nó tương đương với việc là một lần đầu tiên truy cập, một lần refresh ở đây và chưa kịp nhận được cái kết quả gì từ server thì đã ngắt trình duyệt đi rồi, tắt trình duyệt đi rồi. Thế thì cái lúc mà ngắt ý, thì cái gói tin này nó sẽ đến được đích ở đây, và cái server lúc này thì các bạn thấy là ở trên này nó có ngắt, nhưng mà khi mà cái gói retransmit, là cái gói cái yêu cầu mà kết nối được gửi lại lần hai này, nó lại đến server. Thế thì cái server khi mà nó nhận được yêu cầu kết nối này thì thường là server nó sẽ mở trạng thái là sẵn sàng kết nối. Thế nhưng mà client thì đã terminate rồi, tức là đã ngắt rồi, thì cái trạng thái kết nối này là kết nối một nửa, tức là chỉ có bên server kết nối thôi mà bên client thì chẳng thấy đâu nữa. Thì cái việc mà khởi tạo hay là bắt tay hai bước này này là nó sẽ có cái câu chuyện là thi thoảng nó xảy ra cái tình huống là half connection, tức là chỉ có một bên sẵn sàng kết nối thôi, còn bên kia thì lại không sẵn sàng. Đấy, thì các bạn thấy là đến đây thì server nó nhận được cái yêu cầu kết nối và nó phản hồi rằng nó sẵn sàng, nhưng mà lúc này thì client đã terminate rồi còn đâu. Thì nếu mà chỉ có dừng ở hai bước như thế này thì cái bên server này nó lại không biết rằng là client đã terminate, tức là client đã ngắt, thành ra là chỉ có một mình bên server là sẵn sàng thôi, nó mới gọi là half connection, tức là kết nối có nửa thôi, còn nửa còn lại là bên client này thì bỏ đi rồi. Đấy, no client, half connection, no client. Thế cái trường hợp ở đây là gì? Chỗ này thì chúng ta lại có cái tương tự như lúc nãy, đấy là gì? Đầu tiên là client nó yêu cầu kết nối, server có phản hồi. Đến đây thì client có nhận được cái phản hồi này và có gửi dữ liệu đi, server thì có accept dữ liệu. Ở đây thì có vẻ như là cái kết nối này sẽ bị terminate, tức là sẽ bị ngắt. Thế vấn đề là gì? Thi thoảng nó lại xảy ra cái câu chuyện là vì chờ cái kết nối nó hơi lâu, tức là nếu mà chỉ có bắt tay hai bước thôi, thì trong trường hợp mà cái kết nối này nó phản hồi hơi lâu, thế thì lúc này ấy thì nó lại dẫn đến cái tình trạng là gì? Nếu mà client gửi yêu cầu, sau đó trong quá trình chờ kết nối, chờ chờ accept là chờ chấp nhận lại lâu quá, lại gửi thêm một lần yêu cầu nữa. Cái trong khi mà chờ cái lần yêu cầu thứ hai thì lại được cái chấp nhận từ cái lần thứ nhất, và khi được chấp nhận như này thì nó lại gửi dữ liệu đi. Đấy, gửi dữ liệu đi xong thì nó lại ngắt kết nối, và đến lúc này thì nó lại rơi vào cái tình trạng như là cái trường hợp lúc nãy, đấy là gì? Đấy là nó lại bị half connection, tức là bên này thì nó sẽ
À vâng, nó còn thêm một cái trường hợp nữa, đấy là retransmit data, tức là bên này vì lý do gì đấy nó lại không có phản hồi ở đây thì nó lại gửi lại cái dữ liệu mà x cộng 1 ở đây. Thế thì ngoài cái việc là chỗ này client đến đến thời điểm này thì client ngắt kết nối thì server lại vẫn duy trì cái kết nối do là nó còn một cái lần yêu cầu thứ hai ở đây. Ngoài ra thì nó lại còn thêm một lần gửi dữ liệu ở đây nữa. Tức là ngoài half connection, tức là một nửa kết nối ra, thì nó lại còn thêm một cái khả năng nữa, đấy là bị lọc dữ liệu. Duplicate data accepted, tức là cùng một dữ liệu là x cộng 1 thì lại được chấp nhận hai lần. Một lần ở bên trên này và một lần cái lần gửi thứ hai ở đây. Thế chính vì cái việc mà bắt tay hai bước ấy nó không hoạt động một cách đúng đắn trong các trường hợp khác nhau, thì như chúng ta đã thấy lúc nãy thì nó dẫn đến một cái tình trạng đấy là half connection, tức là chỉ có bên server sẵn sàng thôi, còn bên client bỏ đi đâu mất rồi. Cái trường hợp thứ hai là đây là bên server ở đây thì nó lại có dữ liệu bị lọc hai lần. Thế thì người ta mới đề xuất cái thứ được gọi là bắt tay ba bước và three way handshake. Thế thì các bạn thấy là cái các bên khi mà tạo ra socket của mình, bên client tạo socket của client, bên server thì tạo ra server socket. Thì các bạn thấy là khi mà ở trạng thái tạo socket như thế này thì các socket nó mới ở trạng thái là lắng nghe thôi. Thế sau khi mà nó lắng nghe thì điều gì xảy ra? Thì đến lúc mà client gọi cái connect và client socket.connect thì lúc này nó mới khởi tạo cái kết nối. Thì lúc này cái client nó sẽ làm gì? Nó sẽ chọn một cái số để bắt đầu cái chuỗi gọi là sequence number. Giả sử như ở đây cái số nó chọn là số x. Sau đấy thì nó sẽ gửi một cái message, nhưng mà cái message này thì chưa có dữ liệu, mà message này mới chỉ là message dạng xin thôi. Thế sau đó thì cái message dạng xin này với xin bit bằng 1 và cái sequence number là x được gửi đến bên server. Thế bên server lúc này nó mới accept. Và các bạn thấy là ở đây thì cái server khi mà có client kết nối đến thì nó mới gọi đến cái phương thức accept ở đây. Server socket.accept, và nó sẽ tạo ra một cái socket mới chuyên dùng để trao đổi với cả cái client bên này, gọi là client socket, connection socket ở đây. Thế thì đến chỗ này là server nó cũng sẽ chọn một cái init sequence number, tức là cái số y để mà đưa vào cái sequence number. Sau đấy thì nó send cái TCP SYN ACK, cái bên client này thì gửi là SYN, còn bên này là SYN ACK, tức là phản hồi của SYN. Sau đó thì nó gửi cái message này đi, đồng thời nó yêu cầu là cái client phải phản hồi acknowledge cho cái scene này. Thì ở đây thì nó có là scene bit cũng bằng 1, sequence thì bằng y, acknowledge bit bằng 1 và acknowledge number bằng là x cộng 1, tức là nó sẽ chờ cái gói đằng sau của cái x này. Lúc nãy thì đã gửi cho nó x rồi và nó đã nhận được x rồi, thì bây giờ nó phải lấy cái tiếp theo đằng sau x. Thế khi mà client nó nhận được cái arg scene ở đây, scene arg, xin lỗi các bạn, scene arg, tức là cái này là cái phản hồi của cái scene ban đầu, nhưng mà cái phản hồi này lại yêu cầu là client cũng phải xác nhận. Thì bên này lúc mà client nhận được cái scene arg của x này thì nó đã biết được rằng là server là đã sẵn sàng kết nối, và sau đấy thì nó gửi cái arg, tức là ACK, cho cái SYNACK này một lần nữa, để cái khi mà server nó biết rằng là cái nó nhận được cái ACK của SYNACK thì nó mới chính thức là khởi tạo, bởi vì lúc này cả hai bên cùng biết là bên kia đã sẵn sàng. Thế đây là cái gói ACK của cái SYNACK. Thế thì lúc này ACK bit nó sẽ bằng 1, tức là để biết rằng là cái gói này là gói phản hồi. Ngoài ra thì nó sẽ yêu cầu cái gói dữ liệu tiếp theo là có cái số là y cộng 1. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nãy là nó đã nhận được cái gói y rồi, thì bây giờ nó sẽ yêu cầu gói tiếp theo là gói y cộng 1. Thì đến lúc này là cái server nó mới chính thức là được establish cái kết nối lên, tức là nó đã khởi tạo cái kết nối thành công. Thì sau ba cái bước như thế này,
thì nó mới chính thức hoàn thành cái quá trình gọi là bắt tay ba bước, và lúc này thì mới chính thức là trao đổi các cái dữ liệu cần thiết. Thế còn cái dữ liệu lúc trước là nó là chọn thôi, x với y đây đều là dữ liệu mà chọn lấy thôi chứ nó chưa phải là dữ liệu thật của tầng ứng dụng đẩy xuống. Thế để mà minh họa cái ví dụ bắt tay ba bước này ấy, thì người ta có sử dụng một cái ví dụ khác liên quan đến cái hành động leo núi. Và khi mà tiến hành leo núi thì cái người leo ở bên trên này này, anh ta có thể trước khi mà bắt đầu leo đấy, nó giống như là trước khi bắt đầu truyền dữ liệu thì đây, cái người này là trước khi bắt đầu leo thì anh ta mới làm một việc, hay là cô ta mới làm một việc, đấy là gì? Cô ta đã hô lên là on belay, tức là cái dây thừng nó đã sẵn sàng hay chưa, cái dây bảo hiểm mà cô ta đeo này này kết nối với cái người giữ ở bên dưới này là đã sẵn sàng hay chưa. Thì cái này giống như là client, cái người giữ dây này thì giống như server, anh ta phải phản hồi lại rằng là belay on, tức là cái dây nó sẵn sàng rồi. Thế sau khi mà cái người bên dưới này nói là belay on, tức là cái dây thừng nó đã ok rồi, thì cái người này giống như là client xác nhận lại lần cuối là gì? Bắt đầu trèo đây, tôi bắt đầu trèo đây. Vâng, thì lúc này là hai bên mới bắt đầu cái quá trình là leo, chứ còn lúc trước là mới chỉ là hô lên thôi, gọi là xác nhận giữa các bên để đảm bảo cái tính an toàn của việc leo. Nó cũng giống như là client với server phải bắt tay ba bước để đảm bảo rằng là cả hai bên cùng sẵn sàng truyền dữ liệu. Thế sau khi mà bắt tay ba bước và truyền dữ liệu xong thì đương nhiên sẽ đến một lúc nào đấy thì chúng ta sẽ phải closing, tức là phải đóng cái kết nối lại, bởi vì là nếu mà không đóng thì nó sẽ là lãng phí tài nguyên của các bên. Thế thì việc đóng kết nối này thì có thể được thực hiện từ phía bên nào cũng được, từ server cũng được mà từ phía client cũng được. Thì khi mà một bên nó muốn đóng kết nối ấy, thì nó sẽ gửi một cái TCP segment với cái fin bit, fin là finish. Cái fin bit này thì nó nằm ở trong phần header thôi, và lúc này cái fin này sẽ có giá trị là 1. Thì bên còn lại sẽ nhận được cái TCP segment với cái fin bit bằng 1 này thì nó sẽ phản hồi với một cái ACK. Sau khi mà gửi cái ACK đi thì cái bên phản hồi ấy, thì sẽ chờ một chút để xem là có cái sự trùng lặp nào xảy ra hay không. Thế và cái việc đóng kết nối này thì chỉ cần xảy ra ở một bên. Tuy nhiên là nếu mà cả hai bên cùng đóng kết nối thì cũng được, cả hai bên cùng send fin, và bên nhận được fin thì sẽ gửi ACK, và gửi xong thì cả hai bên cùng chờ thì cũng không sao cả. Vâng, cái clip này thì có lẽ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau, khi mà chúng ta nói về các cái nguyên tắc để kiểm soát tắc nghẽn. Vâng, nói trước một chút, đấy là gì? Tắc nghẽn là khi mà cái đường truyền nó quá là đông đúc. Thế vừa rồi thì chúng ta cũng có nói về flow control. Flow control là để kiểm soát cái đường truyền. Nhưng mà đây thì với flow control là chúng ta chỉ chủ yếu là kiểm soát cái người gửi, để họ không truyền quá cái khả năng tiếp nhận của người nhận. Thế còn với congestion control là khi mà có rất là nhiều người cùng gửi, nó dẫn đến cái kênh truyền nó có vấn đề, chứ không phải là cái năng lực của người nhận có vấn đề, thì chúng ta cũng cần phải xử lý. Vâng, thì phần sau là chúng ta sẽ nói về các cái nguyên tắc để kiểm soát cái tắc nghẽn này. Và sau đó nữa thì chúng ta sẽ nói về cái giao thức TCP nó kiểm soát cái tắc nghẽn như thế nào. Và một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.